Em chào anh chị, em xin phép giới thiệu đây là mặt bằng nằm tại tổ dân phố Mỹ Điền A2, thị trấn Tính, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Mặt bằng này nằm gần chợ Mỹ Điền. Chiều rộng mặt tiền rơi vào 9m, sâu 16m, tổng diện tích rơi vào khoảng 144m2. Nhà này nó rơi vào khoảng 6 tầng, bên trên là các phòng trọ cho thuê. Hiện tại chủ nhà đang để trống. Trên này là chợ Mỹ Điền. Đây là khu vực nằm giữa các khu công nghiệp như là khu công nghiệp Vân Trung, khu công nghiệp Đình Chám, là nơi tập trung kinh doanh và buôn bán và là nơi ở của các công nhân ở khu công nghiệp.